Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cẩm Mỹ vừa giải ngân cho thêm 19 hộ vay chương trình giải quyết việc làm và chương trình nước sạch vệ sinh môi trường cho các hộ vay ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ. Theo đó, mỗi hộ được vay số tiền theo nhu cầu từ 20 đến 50 triệu đồng. Như vậy, đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cẩm Mỹ đã giải ngân cho trên 2.000 lượt khách hàng được vay vốn giải quyết việc làm, chương trình do vay hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, chương trình học sinh, sinh viên, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, với tổng nguồn vốn giải ngân là trên 70 tỷ đồng doanh số thu nợ đạt trên 37 tỷ đồng và tổng dư nợ đến thời điểm hiện tại là gần 400 tỷ đồng với trên 14.000 lượt hộ vay đạt 100% kế hoạch giao.